Đền thờ được
Định Tiền, tôn thờ Nam Vương Mạnh Tướng Đại Vương. Đường xây dựng vào năm 1702 thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17. Sau nhiều lần trùng tu sửa chữa, đến năm 2005, ngôi Định Tiền được xây mới khang trang bề thế hơn. Trong đình có bức Hoành Phi Đại Tự, Bảo Long Điện và đôi câu đối: Vi chi tiền cổ đại cơ trị, dược hiểu đình kim tân đống lương. Dịch nghĩa: đình này được xây dựng lại trên nền đất cổ xa xưa. Trước cửa Định Tiền là hồ Bán Nguyệt, quanh năm tỏa ngát hương sen. Tục truyền rằng dưới triều Lê có công chúa Vân Du về làng thăm cụ tiên hữu Khâm Sai đại thần đương chức trong triều. Khi ra dâng hương ở Định Tiền đã tiến cúng ba chiếc nậm pha lê trắng có tên là Bạch Long Tiểu Bình. Khi rót rượu vào nậm pha lê thấy hình rồng nổi lên như bay lượn lung linh huyền ảo. Hồ Bán Nguyệt hiện nay vẫn còn hiện trạng cổ xưa. Gần đây nhân dân trong làng đã xây thêm bên cạnh hồ một đài nhà bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ của làng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, tạo cho nơi đây một quần thể kiến trúc vừa cổ vừa hiện đại, trang trọng, thâm nghiêm, xứng tầm với truyền thống lịch sử văn hóa của làng. Cũng trên nền đất cổ xưa, giữa một không gian thoáng đãng qua hồ nước, hiện lên ngôi đình hậu khang trang bề thế, nơi tôn thờ Tây Phương Mạnh Tướng Đại Vương. Ngôi đình mới được thiết kế xây dựng theo kiểu chữ nhị, gồm 5 gian tiền sảnh, 3 gian hậu cung. Chính giữa hậu cung có bức Hoành Phi Đại Tự, Thánh Cung Vạn Tuế và đôi câu đối: Khi pháp lực tế quần sinh anh linh mạc chắc, vận thuần y phụ hàm chim đức bị vô tư. Từ truyền thuyết thần phả ngọc phả, thần tích đại tự câu đối bài vị bát biểu đổ chấp kích gỗ long đình bát nhang đổ tế khí, đến các sắc phong qua các triều đại vua ban còn được lưu giữ hoặc tạo dựng nguyên mẫu, cũng như các dữ liệu có liên quan đã giúp cho các nhà nghiên cứu lịch sử, bảo tàng, thư viện Sở Văn hóa Thông tin Thái Bình, cán bộ nghiên cứu lịch sử đảng, cán bộ địa phương và các cụ cao tuổi trong làng nêu ra trong các buổi hội thảo đã khẳng định. Đình Tiền, Đình Hậu, Lăng Miếu Tiềm là nơi tôn thờ ba vị tướng thời Hai Bà Trưng đã có công lớn đánh đuổi quân Nam Hán xâm lược và đã anh dũng hy sinh trên vùng đất này. Riêng Miếu Tiềm còn có lăng Huyền Thiên Thánh Mẫu Mỹ Huệ Đại Vương, cũng là một nữ tướng thời Hai Bà Trưng đã anh dũng hy sinh trên khúc sông Hôn Giang, tức sông Diêm Hộ ngày nay. Theo truyền thuyết dân gian địa phương, vào một đêm trăng sáng, dòng sông Hôn Giang phẳng lặng trong xanh, bỗng nước thủy triều dâng cao cuộn sóng để một chiếc nón lạ sắc màu lóng lánh trôi dạt vào phía Miếu Tiềm. Cư dân địa phương cho rằng đây là đất tụ linh nên mới xây lăng trong Miếu Tiềm và xây một chiếc giếng hình tròn như vạch nón, quanh năm nước trong suốt phẳng lặng như mặt gương. Cạnh giếng còn có cây lá móc với những chùm quả căng tròn được tua ra từ ngọn đến gốc. Thượng Di Lăng, dịch nghĩa: chẳng biết nón ở đâu chui về nên lưu truyền mới xây lăng. Từ truyền thuyết đến hiện vật và các sắc phong các triều đại vua ban đã giúp chúng ta phần nào khẳng định. Bạch Từ là một vùng đất cổ tụ linh những danh nhân hào kiệt, nơi phát tích khởi nguồn những tri thức văn minh, nên trong làng ở thời kỳ nào cũng xuất hiện người tài cao học rộng thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Tọa lạc trong một khuôn viên khá rộng, ngôi chùa cổ của làng Bạch Từ có niên đại hàng trăm năm,
ẩn hiện sau những lùm cây rủ bóng, nơi sư thầy Thích Diệu Tuyền trụ trì với hàng trăm tăng ni Phật tử, nơi cửa thiền dâm gian lời kinh câu kệ, nơi Đức Phật từ bi bác ái luôn mở rộng lòng thương đón nhận sự hướng thiện của bao kiếp người, bao thế hệ vươn tới cái đức cái tâm. Ở làng Hoành Từ còn có hai nhà thờ Hồi giáo, và các dịp lễ trọng hay lễ Noel, tiếng chuông nhà thờ vang ngân hòa quyện cùng tiếng mõ tiếng chuông chùa, xen lẫn tiếng sáo diều vi vút, tạo nên một âm hưởng hòa tấu lương giáo, cùng chung sức chung lòng xây dựng đời sống văn hóa an toàn, vươn tới một cuộc sống an lành thánh thiện hơn. Tượng đài người anh hùng dân tộc, quốc công tiết chế hương
dân ngưỡng mộ ông là Đức Thánh Trần, sừng sững oai phong trên nền trời mây bạc, mà nghe như trong gió vọng về lời thề sát thắt thuở xưa của ông, để vua Trần vững tin và khích lệ tinh thần quyết đánh của cả dân tộc, ba lần đập tan mộc bạch trướng bá quyền của đế chế Nguyên Mông xâm lược, giành lại giang sơn đất nước. Cảm ơn đất trời và lòng người, dân địa phương, người xa quê, khách thập phương và các nhà tài trợ đã gìn giữ tôn tạo và ngày nay xây dựng lại một quần thể di tích lịch sử văn hóa có 102 này. Lịch sử còn mãi kể cho thế hệ hôm nay và mai sau về tước quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, một danh tướng kiệt xuất văn võ song toàn thời Trần. Chính trở đây đoàn hình của ông răn bảo tướng sĩ trước nguy cơ 50 vạn quân Nguyên Mông ồ ạt kéo sang cướp nước ta năm 1285-1287. Ta thường tới bữa cuối năm nửa đêm vô gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xẻ thịt lột da nuốt gan uống máu quân thủ. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài đồi cỏ, nghìn sắc này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không thấy thẹn, làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức. Lúc bây giờ ta và các ngươi sẽ bị bắt, đau xót biết nhường nào. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến trăm năm sau tiếng dơ khuôn rửa tên số còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc bấy giờ các ngươi muốn vui vẻ phòng có được không? Lời hình là hồi thiêng sông núi, kết tinh sức mạnh đoàn kết quật cường của toàn dân tộc đã đập tan giấc mộng xâm lược của 50 vạn quân Nguyên Mông giành lại độc lập cho giang sơn bờ cõi. Nói về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thì ông là một trong 10 tướng tài đã được các sử gia trên thế giới bình chọn và công nhận. Hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đã lập đình đền dựng tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn để tôn thờ với lòng ngưỡng mộ Đức Thánh Trần. Còn ở khu di tích lịch sử đình nhậu của làng Hoành Từ sát Đông Cường thì tượng đài Trần Hưng Đạo Đức Thánh Trần đã ngưỡng tại đây, sừng sững uy nghiêm tuyệt tác kỳ vĩ có 102 trên đất Thái Bình. Và
với đình đền, lăng miếu kẻm và ngôi chùa cổ. Mà vùng đất tu linh này còn ẩn chứa biết bao câu chuyện cổ tích huyền thoại của ngàn năm. Cõi tâm linh hôm nay là sự tiếp nối thăng hoa kỳ vĩ dấu ấn tâm linh ngàn năm trước của ông cha ta truyền lại. Bởi trên giải đất thiên này đã từng trải qua, đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, đã từng thấm đẫm máu xương, mồ hôi, nước mắt, sức lực của bao thế hệ ông cha của trước. Khi đến đình hậu, qua năm gian tiền sảnh, bước vào hậu cung, ta như lạc vào quái thiên huyền ảo, bởi mùi hương trầm thoang thoảng, bởi các bức hoành vi đại tự câu đối ngay thở bắt ngang bài vị cửa vóng sơn son thiếp vàng long lánh, bởi tiếng mõ tiếng chuông lời kinh câu kệ của các tín đồ Phật tử tạo cho người người thư thái tâm sáng lòng trong hướng tới cái chân thiện mỹ. Với lòng hướng thiện, với nét đẹp văn hóa tâm linh làm chúng ta nhớ lại hơn 700 năm trước, Đức Trần Nhân Tông, một vị vua anh hùng, sau khi lãnh đạo quân dân Đại Việt đập tan một bành trướng bá quyền của đế chế Nguyên Mông thế kỷ 13, lại từ bỏ phương quyền, rút bỏ bụi trần, lên non xuống tóc, chọn Yên Tử làm nơi tu hành, lập nên thiền phái Trúc Lâm, trở thành vị Phật tổ đầu tiên của Việt Nam ta. Còn ở khu di tích đình hậu này, nếu không có lòng hướng thiện, phát tâm công đức của người dân địa phương, của người xa quê, khách thập phương và tâm lòng hảo tâm của các nhà tài trợ, thì không thể có những công trình sáng tạo kỳ vĩ như nơi đây. Xây dựng mặt của nhân dân và các vị ở
trong dân làng và các vị công tác ở mọi miền đất nước đều là rất nhiều. Nhưng để phát tâm xây dựng thì không phải ai cũng làm được. Để các vị như thế, vậy thì lại chúc mừng công việc như thế. Lễ hô thần nhập tượng diễn ra trong đêm ngày 2 tháng 12 năm 2009, tức đêm 16 tháng 10 Kỷ Sửu, là một sự kiện thiêng liêng trọng đại ở khu di tích Đình Hầu, mãi mãi là kỷ niệm khó quên của các đại đức, các chư tăng, các tín đồ Phật tử và người dân làng Bạch Đường, xã Đông Cẩm. Cũng từ đây, pho tượng đá nguyên khối nặng hàng chục tấn, cao sừng sững sẽ mãi mãi linh thiêng trường tồn ngàn năm sau này. Khi thiêng an trí lô nhân thần tượng Trần Hưng Đạo mà muôn dân đất Việt với lòng ngưỡng mộ đức Thánh Trần đã ngự tại đây, để hôm nay và muôn đời sau, người dân Hoành Tử, xã Đông Cường cũng như nhân dân quanh vùng và khách thập phương sẽ đến dâng hương tưởng nhớ vị anh hùng hào kiệt của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn đất trời và lòng người hướng thiện đã tạo nên một quần thể kiến trúc nguy nga với đình hậu thần tượng, một công trình nghệ thuật đặc sắc tạo dấu ấn kiến trúc chạm khắc đúc đột, vừa thủ công vừa tỉa tốt tinh vi, vừa công nghệ cao của thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ nghệ đúc đồng, tạc đá, điêu khắc gỗ, mỹ nghệ tài tình việt thế của thế kỷ 21 sẽ để lại muôn đời cho con cháu, tạo cho hôm nay và mai sau một vùng đất tụ linh mà mỗi khi đặt chân tới cõi thiêng, người người thư thái tâm thanh lòng sáng hướng tới cái chân thiện mỹ. Người hướng tâm đất tụ linh, quần thể khu di tích đình hậu và tượng đài người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo hình thành đã tạo nên sự tăng đối cân bằng địa thái tâm linh giữa con người và cảnh vật. Thật tuyệt vời khi mọi sáng tạo, mọi kỳ tích đều do tâm thức của nhân dân. Khu di tích đình hậu và tượng đài tạo dựng nơi đây là một minh chứng cho chân lý ấy. Không tự hào sao được khi mà ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng soi rọi, thì mọi sáng tạo và kỳ tích càng có sức thăng hoa, càng kỳ vĩ đến vô cùng. Chân của các cụ già em nhỏ bước kịp theo đoàn người rất dễ.
tình quan tài đã khiến sức mạnh vui vẻ thằng chảnh cháy trẻ. Người khương kiểu mà như thấy kiểu kéo đi, lúc chảnh thì biến bắn, lúc giật nổi, lúc treo nghiêng quay đi. Chú hạc trắng xòe đuôi giang cánh, chú sư tử xù lưng, lắc gật cái đầu bước nhảy, chú kỳ lân uốn lượn dập dờn. Nam thấy áo mũ uy nghi, tay cầm chớp kích long đao bảo kiếm, đi theo sau hàng cờ sĩ dập đòn, hòa cùng tiếng nhạc trống nhạc kèn, thanh la nạc bạc âm vang hùng tráng. Nghe như đâu đây còn vang vọng tiếng reo hò của tướng sĩ hai bà trưng đánh đuổi quân Nam Hán thắng trận trở về, vang quốc khải quảng ca. Cùng về chung vui và tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành khu di tích Đình Hậu thôn Hành Tử xã Đông Cường, ngoài đông đảo tầng lớp nhân dân địa phương còn các vị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát nhân dân Bộ Công an, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Công an Thái Bình, lãnh đạo huyện Đông Hưng và các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo xã Đông Cường cùng các đoàn thể của xã, lãnh đạo các công ty, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đại diện hai nhà thờ Hoài giáo, các tăng ni Phật tử tín đồ nhà chùa, người xa quê, nhân dân các xã khu vực và khách thập phương. Đúng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 12 năm 2009, tức ngày 20 tháng 10 Kỷ Sửu, nghi lễ cắt băng khánh thành Đình Hậu chính thức cử hành. Thank you.
qua đó giáo dục con cái mai sau lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tự hào quê hương, để con cháu về quê và những người con đang công tác lao động học tập trên mọi miền của tổ quốc mỗi khi về thăm quê tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của mảnh đất này, thấy được quá trình hình thành và phát triển của quê hương, rồi thắp hương tiễn các anh hùng liệt sĩ, thắp hương các vị thành hoàng, thăm hai nhà thờ để thấy được tinh thần quân quyết kiên trung của các bậc tiền bối đã xây dựng đảng trên đảng mảnh đất này. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, nằm trong khuôn viên đình hầu về phía nam, chúng ta phải bước đến bức tượng đài, một kiến trúc nghệ thuật văn hóa được đặt giữa mảnh không gian thoáng đãng, đứng trên bệ đá cao bức tượng người anh hùng dân tộc hùng vĩ uy nghiêm, vị tướng đã ba lần đánh tan quân Nguyên giữ yên mở quái đất Việt, đó là quốc công tiết chế hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, nhân dân ta dường ngoài là đức thánh trần, tên tuổi của người anh hùng gắn với lịch sử hào hùng của dân tộc. Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn nổi lên với tư cách là một con người tài hoa đức độ, một nhân cách lớn, một thiên tài quân sự đã được các sử gia trên thế giới bỏ vào 10 vị tướng giỏi nhất nhân loại từ trước đến nay. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân đã biết hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, có đạo đức tiêu biểu của một vị chủ tướng và có tư tưởng chính trị và quân sự độc đáo, góp phần quan trọng xây dựng nền học thuyết quân sự độc của dân tộc Việt Nam. Theo dòng của lịch sử, với lòng ngưỡng mộ và tôn kính, nhân dân ta đã thành hóa Trần Hưng Đạo với cách gọi là Đức Thánh Trần, được thế hệ mọi người Việt Nam tung dựng làm cha và thờ phụng ở các nơi, hình tượng người anh hùng đứng đó uy nghi trang nghiêm đã làm tôn thêm giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, thể hiện lòng thành kính biết ơn của các thế hệ con cháu hôm nay đối với những người đã có công với nước. Trong không khí của buổi lễ cắt băng khánh thành đình hầu tượng đài Đức Thánh Trần và tổ chức lễ hội hôm nay, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo địa phương xin chân thành cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu, các nhà doanh nghiệp, quý khách thập phương và toàn thể nhân dân đã về chung vui cùng với quê hương chúng tôi. Xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ cắt băng khánh thành khu di tích đình Hậu, ông Bùi
cho xứng tầm với của một khu di tích lịch sử của làng. Sau lễ các văn kính ngày hôm nay, đề nghị với địa phương ý kiến toàn ban quản lý di tích lịch sử, và cũng sau lễ khánh thành thì thôn xây dựng quy chế hoạt động, quy chế hội họp, quy chế sinh hoạt của thôn làng tại đình làng. Đồng thời trong quy chế cũng cần phải nêu rõ trách nhiệm của mọi người trong việc bảo quản giữ gìn để Linh Hầu phát triển tốt và có kết quả cao phục vụ với việc phát triển kinh tế xã hội của thôn cũng như là của địa phương xã Linh Cường, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương và nét đẹp giáo dục truyền thống cho các cháu học sinh. Đồng thời địa phương từng bước trùng tu tôn tạo đình chùa, tượng đài và các đài kỷ niệm, miếu nhà thờ tạo thành một quần thể di tích của xã, thực sự xứng đáng với cả một quá trình cống hiến to lớn của địa phương. Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban quản lý di tích, người cao tuổi và nhân dân địa phương, ông Phạm Công Đàm đã đọc lời cảm ơn. Có được ngôi đình linh nghiêm an nam như hôm nay, trước hết phải kể đến sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Đông Thuận, đặc biệt là các sự nhiệt tình giúp đỡ của các sức khỏe của toàn thể nhân dân trong xã và ngoài xã, kết hợp cùng với ban bàn tay khéo léo của những người đó. Hơn một năm qua, nhân dân làng đã quanh nhiều buổi lao động đóng góp công sức cho mái đình làng và điện, trong đó có những buổi lao động mà đã tới người tham gia trên 200 người. Công việc dự định làm trong một ngày nhưng chỉ hoàn thành trong một buổi sáng. Quân bận công nhân chịu xóa bản phẩm chất liệu cao. Bên cạnh đó không thể không kể đến sự đóng góp không nhỏ của các nhà tài trợ, của quan cháu, các người già và các nơi trên cả đất nước cũng như địa phương. Dù không đóng góp về công sức nhưng các quý vị đã đóng góp phần rất lớn về vật chất, về tiền của để giúp cho ngôi đình đầu của làng Hoài Trường chúng tôi hoàn thành và hơn
xa quê đến thập phương đã dâng hương trước anh linh vương đảng đại vương Đức Thánh Trần, người anh hùng dân tộc. Lòng con đất mẹ nghèo nhưng sống vẫn thủy chung.
trọn cuộc đời. Anh bảo rằng